Ok, hello anh chị em nhà đầu tư, rất vui gặp lại mọi người trong cái video nhận định thị trường hàng ngày của em Trung trên kênh Ichimoku Việt Nam. Thì trước khi vào cái video ngày hôm nay thì cả nhà thì lại cho em Trung một lượt like cũng như là ấn đăng ký kênh Ichimoku Việt Nam nhé. Ok, thì mình cùng đi vào cái thị trường ngày hôm nay. Thì hôm nay là thị trường của mình là giảm điểm về vùng 1091 và hôm nay có 415 mã giảm với 112 mã tăng. Với thanh khoản của thị trường ngày hôm nay đang không phải là quá cao nhưng cũng không phải quá thấp, mà thanh khoản ngang với phiên hôm trước thôi. Nước ngoài thì vẫn tiếp tục bán, tự doanh mua nhẹ. Biến động ngày hôm nay tác động chủ yếu đến từ cái nhóm cổ phiếu ngân hàng Vietcombank, BID, CDG, Techcombank, VPBank. Trong khi đó thì các cổ phiếu Midcap đang có cái dấu hiệu cân bằng ở cái vùng hỗ trợ mạnh. Vậy thì cái việc mà nhóm ngân hàng nó đè lên chỉ số như này đang là một cái dấu hiệu tích cực, nhưng mà cũng có đâu đấy cái tiêu cực khi một số cổ phiếu ngân hàng nó phá đáy. Thì nhìn qua một số cổ phiếu ngân hàng ấy, thì có con STB này nó phá thủng đáy này. Con VPBank thì gần đến cuối phiên nó có cái sự rút chân lại, nhưng em đánh giá là nó cũng không uy tín cho lắm đâu, khi mà hai cái kiếm của chúng ta nó chập vào với nhau, áp lực bán nó khá là mạnh đó. Và các cổ phiếu như CDG, BOCB này thì một cây bán như thế này em đánh giá là khá là tiêu cực, hay cả Vietcombank cũng vậy, đến vùng 81.5 rồi không biết là nó sẽ rơi về đâu. Thì các ngân cổ phiếu ngân hàng như vậy nó đánh rất là chó. Thì về mặt hỗ trợ hiện tại của thị trường của chúng ta đang quanh cái vùng 1080 đến vùng 90, thì đây là cái vùng cầu khá là tiềm năng khi các cổ phiếu midcap em đang thấy có cái lực bán nó bị giảm đi rất là nhiều và có cái lực cầu nó đang đỡ ở đây. Tuy nhiên là cái lực cầu nó nhẹ như vậy thì nó chưa thể đẩy cổ phiếu ngay được. Ví dụ như cổ phiếu này nó đẩy lên xong nó lại bị đạp ngược trở lại rất là nhanh thôi. Tuy nhiên là cái thanh khoản ngày hôm nay các cổ phiếu này lực bán không nhiều, thì cho thấy là cái đây vùng cung đã ít rồi, nhưng mà chúng ta sẽ cần một cái lực cầu lên. Nhưng mà chỉ cần dù một lực cầu rất là nhỏ thôi thì cổ phiếu cũng có thể lên được rồi. Nếu như đoạn này có thể các cổ phiếu nó sẽ tích lũy, ví dụ như con đích này chẳng hạn, nó sẽ tích lũy được một cái vùng nền giá đâu đó khoảng biên độ chỉ khoảng 5% thôi, quanh vùng này chẳng hạn. Nó có thể là trong khoảng thời gian này nó sẽ phải test đi test lại một vài lần rồi nó mới bật lên, rồi mới bật lên anh chị em nhé. Thì mọi người ở đoạn này em đang nhận thấy một cái sự chán nản với anh chị em nhà đầu tư. Có thể là mọi người, đối với những anh chị em nào cầm tiền đi thì có thể sợ chưa dám mua chẳng hạn, nếu mua mấy hôm trước đến phiên sau nó vẫn chưa tăng được. Có những anh chị em nào cầm hàng trong một tuần gần đây em thấy là đang hơi bị mất kiên nhẫn một chút, và khi mà cái cổ phiếu trong cái danh mục của mình nó đỏ thì em thấy là thực sự là cũng khá là mệt đó. Mọi người nhìn vào cổ phiếu, nhìn vào tiền của mình nó bị giảm đi từng ngày, nó có thể nó giảm không nhiều đâu, có thể nó chỉ giảm 2% thôi, nhưng mà có những lúc nó tăng lên hà vốn mọi người không bán được, nên đến cái lúc nó lại quay trở lại nó giảm 2%, mọi người lại cảm thấy bị áp lực gì đó. Thì cái đoạn này nó là như vậy, nó giống như cái đoạn này này, nó giảm trong cái khoảng thời gian một tháng liền, nó giảm nó hồi rất là ít, nó giảm cũng vừa vừa, nó hồi rất là ít. Như đoạn này chẳng hạn, nó cứ cứa dần dần này, hay đây 10 phiên liên tiếp này, thì đấy là cái đặc điểm của thị trường sideways, nó phải làm như vậy để cho cái khối lượng giao dịch nó cạn kiệt trở lại, nó trở thành một cái vùng tích lũy tốt cho các cổ phiếu. Thì em nói rồi, cái tham minh thì nó là 3 tháng nữa, tham minh 3 tháng nữa để các cổ phiếu nó được tích lũy trở lại. Sóng rãnh hiện tại thị trường của mình nó chưa có leader gì cả, chưa có sóng ngành gì cả, vì vậy các cổ phiếu nó như nhau thôi, khi mà thị trường hồi hay khi mà thị trường giảm nó cũng sẽ giảm như nhau đó. Quan trọng là đâu đó những cái nhóm cổ phiếu trụ, những nhóm cổ phiếu VN30 nó sẽ có những cái tác động nhất định lên thị trường, còn các cái nhóm ngành thì nó tương tự như nhau đó. Những cái lúc hồi thép, bất động sản, chứng khoán hồi hết anh em nhé. Đó, thì những cái nhóm bất động sản, chứng khoán này có dòng tiền nó quay trở lại rồi, quan trọng là nó sẽ tạo đáy như nào. Thì như em nói với mọi người ấy, những cổ phiếu như là đích đất xanh này hay là PDR chẳng hạn này, nó có cái dấu hiệu nó dừng chân đây. Thì nếu mà nó dừng chân đây ấy, thì em nghĩ là các dòng nó không không tệ được. Đó, những cổ phiếu rất là mạnh như con PDR này chẳng hạn này, nếu nó dừng chân đây ấy, thì nhóm ngành của mình nó không chết được. Là như vậy thì mọi người cứ cầm thôi, mọi người cứ cầm đến lúc nào đấy nó hồi lên ấy, chẳng hạn nhớ mọi người mua sai điểm nó hồi lên, kiểu gì nó hồi lên đây cho mọi người bán hòa vốn đó. Có thể là những cái phiên mà thị trường nó kéo mạnh lên ấy, là những cái phiên mà mọi người phải bán giá xanh chẳng hạn như vậy. Em hình dung nếu mà thị trường của mình nó cân bằng ở đây và sau đó nó có một cái phiên nó đánh 4-5% thì lúc đấy là mọi người phải bán, chứ nếu mà đặt sideways ấy, mọi người cứ để thấy nó xanh ấy, xong rồi kỳ vọng phiên sau nó lại xanh tiếp thì khó đó. Các cái dòng nó đều có sự cân bằng, hay những con cổ phiếu như CDD, nó những con cổ phiếu thuộc dạng khỏe nhất thị trường, nó mang tính chỉ báo cho thị trường. Ngày hôm nay nó có cái phiên nó tăng 2,5%, thì em đấy đang là một cái dấu hiệu tích cực, có thể nó tích lũy một cái nền quanh biên độ 5% ở đây. Nếu mà nó đủ ấy, nó đạt trạng thái cạn kiệt về khối lượng ấy, thì sau đó nó bật tăng được là bình thường.
đó, như các cổ phiếu của mình nó cũng cần cái trạng thái như vậy. Hai dòng chứng khoán này, dòng chứng khoán cũng đã tích lũy khoảng một tuần đấy rồi, và các cổ phiếu hầu như nó đang về cái vùng hỗ trợ rồi. Những cái vùng này em đánh giá là đang có thể mua được rồi, hay như con SSI này nó về rất là gần cái vùng giá găm rồi, VIX này đó, SHS thì còn neo cao, SHS MBS thì còn neo cao. Những các cổ phiếu này neo cao thì nó lại là vấn đề tốt, khi mà thị trường của mình nó hồi phục trở lại, nó có cái đà hồi phục trở lại thì các cổ phiếu neo cao nó lại có cái cơ hội tăng mạnh mẽ hơn. Hay là có FTS này cũng vậy này, nó trạng thái tích lũy rất là chặt chẽ, ngày hôm nay nó phiên rút chân đó, rất là tốt này. BNI này nó tích lũy ở phía bên trên, tích lũy ở phía bên trên, các cổ phiếu ở tích lũy ở phía bên trên là những cổ phiếu tốt hơn, nó trạng thái của nó có vẻ là cải thiện thanh khoản. Anh xem nhìn những cổ phiếu kênh trên như kiểu FRT ấy, nó sau những khoảng gian nó tích lũy ở phía trên, tích lũy ở phía trên xong nó chỉ cần một pha nó rũ rũ rất là nhẹ thôi là nó có thể bật tăng được, vì cái lượng hàng anh chị em nhỏ lẻ cầm ở phía bên trên này em thấy là có không có nhiều nữa đó. Đây là cái nó lại trở thành một cái vùng gom mới, khi mà cái tổ chức, khi mà dòng tiền lớn nó chấp nhận gom ở giá cao thì cổ phiếu nó sẽ càng cao hơn nữa anh xem nhé. Còn nhìn chung thì các dòng cũng không không có nhiều gì nó quá đáng kể gì cả. Dầu khí này, khu công nghiệp này hồi khá là được, ví dụ như con SSC này, nó các cổ phiếu nó ở trên cao là nó vẫn khỏe thôi. SC có những lúc nó hồi lên 200%, nhưng mà cái vùng này không chưa vượt qua ngay được, khi mà nó đánh mất đi cái vùng cân bằng trong 17 ngày ấy, nó sẽ cần tích lũy khoảng 1-2 tuần ở đây, tích lũy 1-2 tuần đây dồn mới lên được anh chị em nhé, chưa tăng ngay được đâu. Còn khi mà nó đánh mất đi cái đường đi, khi mà đánh mất đi trên can này thì nó phải cần những khoảng 1 tuần nó mới lấy lại được, nhưng mà khi đánh mất đi cái đường đường khách sạn này thì nó phải cần đến một vài tuần nó tích lũy ở bên dưới nó mới có thể lấy lại được cái xu hướng tăng. Đó, cổ phiếu GEX này vẫn khỏe này, tuy nhiên đánh mất rồi nó về đến vùng giá năm thì nó cũng sẽ cần phải thời gian tích lũy lại khá là nhiều. VGC này, VGC thì nếu mà về sâu sâu về dưới này thì là ok. DTD, DMD thì hơi lấp lửng một tí, tuy nhiên là cái cổ phiếu này về đến đây thì em nghĩ là mua được rồi, nó thể giải mua một lần đây, lực bán không còn nhiều nữa vì vùng hỗ trợ phía bên dưới của nó khá là mạnh, nhưng mà cái vùng này cũng là một cái vùng em đánh giá là tiềm năng rồi. Đó, tiếp này đó, đều về những cái vùng giao găm rồi đó. Còn có những chị em hỏi về các cái cổ phiếu penny ấy, thì đoạn này thực ra có những con như HQC này, có những con OGC này, đâu đó nó cũng chạy được, nhưng mà các cái cổ phiếu như này thì đó, mọi người thấy đoạn này nhá, nó tăng lên một cây này, mọi người đu một cây này đi, mà ngày hôm sau đến đây cắt lỗ, nhưng mà sau đấy lại tăng, thì thực ra đoạn này nó đánh như vậy là các cổ phiếu penny như vậy thì mọi người phải kệ thôi, nói là bắt được con này thì không phải là bắt đâu. Và có thể là các cổ phiếu này nó mang cái tính may mắn nhiều hơn, hàng nó cũng không, thanh khoản nó cũng phải là quá là cao, như kiểu con ITA mọi người thấy lên đến lên trên này nó dao động với cái biên độ rất là mạnh đó, cứ một cây tăng 5%, một cây sau nó giảm sàn, nó tăng nó giảm. Thì phiên ngày mai có lúc nó tăng vút lên phía trên 7.5 này, sau đó bị bán ngược trở lại 7.2, thì có phải những con này nó xổ số không? Thì mình chơi những con cổ phiếu nó có cái tính nó đấy, cái biên độ nó dao động nó ít một chút, ví dụ như là những con như này đó, cái biên độ dao động nó chỉ khoảng 2% thôi, ví dụ dao động chỉ khoảng 2% thôi, và những con cổ phiếu trong ngày hôm nay đánh ra vẫn tích cực đó. Thì có thể trong tuần này ấy, tuần này là cái tuần mà chúng ta có ngày đáo hạn vệ sinh vào ngày thứ năm ấy, mà cái khách sạn của mình đấy, khách sạn của mình ấy, nó sẽ mở ra vào ngày chưa ra nhá, ngày ngày thứ năm của chúng ta là ngày 20, và khách sạn trong khung ngày mở ra vào ngày 25 là sang thượng thứ hai tuần sau cơ. Thì cái ngày đáo hạn của chúng ta em nghĩ là mọi người nên đưa tỷ trọng của mình về cái ngưỡng an toàn đâu đó khoảng 50% tỷ trọng hoặc là thấp hơn đó, vì cái tỷ trọng của mọi người sẽ quyết định là mọi người sẽ thành công hay không, có lỗ chứ không lỗ nhiều đó. Và đến sang ngày 25 thì thị trường của mình nó, giá của mình nó sẽ cắt vào cái đường đường giao găm 65 rồi, thì lúc đó thị trường của mình có một cái biên dao động, biên động chắc chắn là sẽ có một cái biên dao động nhé. Nó còn khi mà nó còn đè bên dưới cái vùng 565 này thì cái áp lực nó vẫn còn nhiều, nhưng mà khi nó đi ngang vào trong cái vùng này giống như cái đoạn thị trường ở đây, giống như đoạn thị trường ở đây, khi mà nó vào cái vùng này thì nó có một cái biên độ dao động nhất định rồi, khi mà vào đây nó sẽ rất an toàn nhé, vào vùng khi mà điểm nó cắt ở đây này thị trường có một cái biên dao động nhất định nó sẽ an toàn hơn, còn khi mà nó ở dưới thì em thấy nó vẫn còn những cái áp lực gì đó. Có thể là nếu mà anh chị em nào đoạn này cảm thấy mệt mỏi với thị trường ấy, thì có thể sau Tết mình vào tham gia giao dịch cũng được, vì lúc đó có thể là dòng tiền ở thị trường nó sẽ được kích hoạt lại, nó sôi động hơn đó.
những cái vùng mà thị trường nó khó vượt qua khi mà nó vào đây này. Đó, thì em kỳ vọng là cái vùng này chắc chắn là nó sẽ khó có thể vượt qua, khó để thủng được. Dù ở đây chúng ta có một cái hõm mây nhưng mà đến đến ngày 25 ấy, nó lại có khách sạn hút đây, thì em nghĩ là cái vùng này cũng không quá nguy hiểm đâu. Ok, thì đấy là cái chia sẻ nhanh của em Trung về cái thị trường hôm nay. Nhìn chung thì hôm nay đang khá là tích cực nhưng mà cũng không có cái gì quá nhiều để nói cả, vì mọi người cũng đang khá là chán rồi. Bản thân em đợt này thì em cũng cũng bắt đầu chán rồi, nhưng mà mình là người cầm hàng, mà mình là người cầm cầm hàng nhưng cầm không nhiều, thì mình cũng nên thử sức với thị trường một chút, lì lợm với thị trường một chút, xem là lái nó cái trò chiêu trò nó có bẩn đến đâu đi nữa thì mình cũng phải chấp nhận thôi, để mình làm quen. Đó. Ok, thì cái video em Trung xin được kết thúc ở đây. Nếu mọi người cần hỗ trợ về mặt chiến lược cũng như là thương hiệu thì mọi người có thể là chuyển đổi đội em Trung bằng cách mở một cái tài khoản VPS cũng như là chuyển ID BGT9. Em Trung sẽ hỗ trợ mọi người. Chi tiết thì mọi người có thể liên hệ em Trung qua cái phần mô tả em để dưới phần comment. Đó. Ok, bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào trong cái buổi livestream lúc 8 giờ ngày tối nay. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ.